Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Trong chương 263 và 264 Black Clover, chúng ta đã biết được sau khi bắt được Yami và William, Hắc Tam đã ngay lập tức thi triển nghi thức triệu hồi Killer Frost. Để ngăn chặn điều đó trong cuộc họp khẩn giữa các đoàn trưởng, Nash đã tự tin bình tĩnh chiến thắng trình bày cụ thể về kế hoạch phản công của Clover. Theo đó, họ sẽ đột nhập vào lâu đài Space trong 2 ngày nữa kể từ thời điểm diễn ra cuộc họp và Asta sẽ là trung tâm của mọi hoạt động trong kế hoạch lần này. Có nghĩa là trong chương 266 và 267, chúng ta sẽ được chứng kiến sức mạnh mới của Asta, điều đó thực sự rất đáng mong đợi. Một điểm đáng chú ý là sau những lần có người hướng dẫn tập luyện, Asta luôn thức tỉnh được những kỹ năng nằm ngoài sức tưởng tượng của fan hâm mộ. Đầu tiên là khả năng sử dụng ki trong buổi tập huấn ngắn với Yami, tiếp đến là khả năng hóa khổng lồ truy kỳ kiếm, bay nhảy như chim, phóng đi thu về nhấp nhả thả diều những thanh kiếm sau đợt tập huấn ở Horde. Lần tập luyện này với Nash dẫu biết đợi chờ là hạnh phúc. Ngồi đoán già đoán non cũng chả được gì, nhưng tớ vẫn muốn được làm đoàn dự về khả năng mới của Asta. Như Nash đã nói, não cơ là chìa khóa của trận chiến lần này. Nói cách khác, chiết ma pháp mới là thứ đàn phó cần. Bản chất của chiết ma pháp là hấp thụ và triệt tiêu toàn bộ mana khi tiếp xúc với ma pháp. Vậy sẽ ra sao nếu Nash thông não chi thuật cho Asta để thức tỉnh một khả năng mới nữa của chiết ma pháp? Đó là giải phóng tất cả những mana đã hấp thụ trước đó và tạo thành một vùng không gian vô hiệu hóa ma pháp như hắc nguyệt của Yami. Tại sao lại giống với Yami? Đó là vì từ trước đến nay, nếu để ý anh em sẽ nhận thấy Asta không khác gì Yami phiên bản 2 của Black Clover. Cả hai đều sử dụng được ki, đều đâm thê chém mướn bằng kiếm, đều là thành phần vai ô thịt bắp, đều có khả năng triệt tiêu ma pháp. Mọi kỹ năng của Yami trừ khả năng cải thiện bất chấp mọi hoàn cảnh thì Asta đều lần lượt sở hữu, chỉ là khác nhau một chút về hình thức mà thôi. Chính vì thế, không có gì lạ nếu Asta phát triển được một vùng anti-mana của riêng cậu. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ không bàn về vấn đề đó. Ở 265, thêm một vị thần đã xuất hiện trong Black Clover. Người đó là ai? Có gì đặc biệt? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé anh em! Trước khi đi sâu vào chương 265, tớ muốn nhắc đến một chút về những điểm đáng chú ý ở chương 264 Black Clover, bởi tớ đã không ra video về chương ấy. Đầu tiên đó là khi Nash nhắc đến kế hoạch đột nhập vào lâu đài Space, anh ta đã nói về kỹ năng dịch chuyển. Điều đó đã khiến chúng ta liên tưởng bên cạnh bóng ma pháp thì sức mạnh thứ hai của Nash là ma pháp không gian. Tuy nhiên ngay sau đó đoàn phó Hắc Bộc Ngưu đã nói rằng anh ta chỉ có thể dịch chuyển số người nhất định, vì vậy sẽ chỉ lựa chọn những người có tỷ lệ chiến thắng trước Hắc Tam cao nhất. Có nghĩa là kỹ năng dịch chuyển kia của Nash chỉ có thể sử dụng một lần để đến Space, và rõ ràng nó không phải là ma pháp không gian. Trước đây ở chương 246, trong lần đầu tiên nó xuất hiện, anh ta đã tạo ra một khu vực có màu đen dưới nền đất. Đó chính là vùng không gian từ bóng ma pháp, Nash có thể ở trong đó, thậm chí là bắt nhốt được cả kẻ thù. Khả năng dịch chuyển lần này của anh ta rất có thể chính là tận dụng vùng không gian đó. Có thể đoàn phó này đã tạo ra một chiếc bóng để làm điểm dịch chuyển, và giờ chỉ đơn giản là đảo ngược bản thân với chiếc bóng đó mà thôi. Điểm lưu ý thứ hai của chương 264, đó là ma pháp thứ hai của Genon đã được tiết lộ là ma pháp không gian. Nó có nghĩa là trong Hắc Tam, Non lạnh lùng là kẻ duy nhất không có khả năng hồi phục. Bên cạnh đó, trong trận chiến ngắn ở biên giới Space, hắn ta cũng đã xuất hiện triệu chứng bàn tay run rẩy. Nó là tác dụng phụ từ trận chiến trước đó với Juno và cũng chính là điểm yếu thứ hai của Genon. Vì không có khả năng tự hồi phục những tổn thương cả trong lẫn ngoài cơ thể, nên Genon sẽ yếu dần khi kéo dài trận chiến. Ở 264, chúng ta cũng đã biết được cơ sở để Juno gia tăng sức mạnh là cậu sẽ tìm hiểu nhiều hơn về Genon thông qua người thuộc hạ trung thành của cha cậu Raph. Bên cạnh đó, Phong Tinh Linh cũng đang tích cực quay tay trong thế giới Tinh Linh nhằm để tích lũy mana chờ ngày tái đấu với Genon. Tinh Linh có thể tích lũy mana, đó là một khái niệm rất mới. Trước giờ chúng ta đều biết tứ đại Tinh Linh sẽ tự động chọn chủ nhân, và khi chủ nhân chết đi, họ sẽ trở lại thế giới Tinh Linh hoặc sẽ chìm sâu vào giấc ngủ nhằm chờ đợi chủ nhân tiếp theo xuất hiện. Tinh linh cũng sẽ phát triển sức mạnh tỷ lệ thuận với sức mạnh của chủ nhân, nhưng giờ đây chúng ta nhận ra những linh hồn này còn có thể tích lũy được mana từ thế giới của chính họ. Undin trải qua 1.200 năm phát triển sức mạnh vẫn thất thủ trước Vanika, thì liệu Phong Tinh Linh Ship có thể làm gió đổi chiều không thì hãy chờ đợi nhé anh em. Cùng với câu chuyện của Juno, chúng ta đã biết được sự thật sau thất bại của William, đó là Genon đã sử dụng để hắc hình và có một trận chiến nghiêm túc với William. Nhưng đoàn trưởng kim sắc nhật xuất đã không làm điều tương tự khi anh đặt lợi ích của các thành viên lên trên bản thân mình. Vừa chiến đấu vừa bảo vệ đồng đội đã dẫn đến thất bại cay đắng của William. Đó hồi tưởng về trận chiến của Genon là hàm ý Tabata đang cân bằng sức mạnh giữa các đoàn trưởng và Hắc Tam. Genon sẽ vất vả hơn rất nhiều nếu William dồn toàn tâm toàn ý chiến đấu với anh ta. Rõ ràng tiên sinh đang chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ cho trận chiến giữa các đoàn trưởng và Hắc Tam ở lâu đài Space.
Trong cuộc đối thoại giữa Juno với các đoàn trưởng, nếu anh em theo dõi ở một số trang web thì đã có vài sai sót khá nghiêm trọng trong bản dịch. Ở khung hình này, Juno đã nói rằng Genon đến để tiêu diệt toàn bộ thành viên kim sắc nhật xuất, nhưng không một ai bỏ mạng vì đoàn trưởng đã cứu chúng tôi. Ở chương 239 sau cuộc tấn công của Genon, một nửa quân đoàn kim sắc nhật xuất đã chết. Nhưng thật kỳ lạ khi ở chương này, chính Juno đã khẳng định không có một ai bỏ mạng trong cuộc tấn công đó. Rõ ràng là có một cái gì đó sai sai ở đây. Nguyên văn đoạn hội thoại của Juno trong chương 264 đó là tên Genon đó nghĩ rằng hắn đã tiêu diệt toàn bộ kim sắc nhật xuất, nhưng hắn đã không giết được chúng tôi vẫn còn sống nhờ vào ma pháp của đoàn trưởng Vagenshi. Trong câu nói này của Juno, rõ ràng đang ám chỉ đến những người hấp hối được cứu sống. Vì vậy, thông tin chính xác nhất là sau cuộc tấn công của Genon, kim sắc nhật xuất đã mất tới một nửa thành viên, trong đó có Harmon và Shiren. Hãy lưu ý vì đối với manga, chỉ cần sốc sai một hai câu chữ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nội dung của câu chuyện đấy anh em. Ở cuối chương 264, chúng ta đã nắm được tình hình sức khỏe của nhóm Noel sau khi ăn trọn và đánh bom liều chết của Spy. Khá bất ngờ là họ đều không có lấy một vết xước, đặc biệt hơn là ngay thời điểm này cứu tinh của Noel. Nhưng Elf cuối cùng đã xuất hiện, đó chính là nhóm Patry. Ở đầu chương 265, trong khu hình này chúng ta có thể nhận thấy dù không bị thương sau vụ nổ, nhưng nhóm 6 pháp sư Clover đều rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Dư chấn của vụ nổ là rất lớn. Thật bất ngờ khi họ đã tự thân xử lý vụ nổ. Nếu không làm được như vậy thì đúng như những gì Vanika muốn, Hurt chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Đứng trước mặt Noel, nhóm bao mắt đang đăng xuất khí năm nào đã nhẹ nhàng giải thích rằng họ đang ở Alicia, một trong những vùng đất nằm ở vùng mana đậm đặc sâu thẳm bên trong vương quốc Hurt. Ngay lúc này một bất ngờ cực lớn xảy ra khi trước mắt Noel là hai đứa trẻ Elf, một nam một nữ. Trước đây tớ từng có giả thuyết trong vụ diệt chủng năm xưa, Teta lúc đó đang mang thai sinh đôi, và giờ đây điều đó đã xảy ra. Việc Teta còn sống nhưng cô không trở về hoàng gia, không một ai ở Clover biết đến sự tồn tại của cô ấy sau đó, đã chứng tỏ rằng rất có thể Teta đã rời bỏ vương quốc. Vậy là câu trả lời cho việc tại sao viên ma thạch đặc biệt của Elf lại xuất hiện ở Space cũng đã dần sáng tỏ. Cha của Juno từng nói rằng ông nhận được viên đá ấy trong một chuyến đi từ vùng mana đậm đặc rất lâu về trước. Có nghĩa là rất có thể ở thời điểm đó các Elf còn sót lại đã gặp được cha Juno và bằng cách nào đó họ trao viên đá cho ông như một món quà kỷ niệm. Việc hậu nhân của Lix còn tồn tại là một dấu hiệu đáng mừng. Với gương mặt khôi ngô tuấn tú này, chắc chắn cậu bé sẽ là một tài năng sáng giá trong tương lai. Khi biết được người em gái của Lumre vẫn còn sống sót sau tai nạn năm xưa, nhưng cảm xúc đã chai sạn vì thời gian và mất dần đi bởi ảnh hưởng của cấm thuật trong Nero bỗng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy nhẹ lòng khi trước mặt là con cháu đời sau của người cô kính trọng nhất thế gian này, ma pháp vương huyền thoại Lumre, để rồi một lần nữa chúng ta chứng kiến Nero rơi nước mắt. Còn về phần Alicia, từ bây giờ nó sẽ là ngôi nhà mới của chủng tộc Elf với sự bảo hộ của một vị thần có tên là Dryad. Trong thần thoại Hy Lạp, Dryad là cái tên cho những thần nữ thường cư ngụ trong các thân cây lớn, gắn bó với cây đó như ngôi nhà riêng và một phần cơ thể của họ. Trên thực tế có rất nhiều Dryad, mỗi người họ bảo hộ cho một vùng đất khác nhau. Họ mang trong mình sức mạnh to lớn nhưng vẫn có thể bị giết bằng cách chặt thân cây hoặc cái cây đó chết đi. Trong chương này, Patry đã cho chúng ta thấy năng lực của một Dryad, đó là tiên tri và báo cho các Elf biết về trận chiến xảy ra ở Hurt. Anh em cần nhớ là Dryad đang ở vùng đất sâu thẳm bên trong Hurt. Biết được trận chiến ở vương quốc là một năng lực rất phi thường. Sau khi nghe Patry nhắc về sự tiến bộ quá nhanh của nhóm ma pháp kỵ sĩ, với bầu trời tâm hồn tròn trịa nhưng đã bị tổn thương, Neo ngay lập tức nhớ về kỷ niệm Lolo Pachika bị bắt đi, và ngay lúc này thứ cô khao khát nhất chính là sức mạnh. Chứng kiến điều đó, Patry đã quyết định sẽ dạy họ một kỹ năng mới gọi là ma pháp tối thượng. Đây không phải là một ma pháp quá lạ lẫm, bởi nó từng được Luis sử dụng trong trận chiến với Jagred khi ông dùng sức mạnh của bản thân cộng với ma lực từ những eo khác, tích tụ vào túc man chi kiếm và giải phóng nó. Ma pháp tối thượng sẽ đánh dấu nấc thang sức mạnh mới cho nhóm pháp sư Clover, đặc biệt là Noel khi với nguồn ma lực dồi dào, kết hợp với cổ ngữ run và ma pháp tối thượng, thì em út nhà Shiva sẽ là thế lực đáng sợ trong trận chiến sắp tới. Trong chương này hầu hết các nhân vật đã được chuẩn bị cho đợt búp cực gắt, nhưng vẫn còn một nhóm thành viên của Hắc Bộc Ngu ở Clover đang án bình bất động. Đặc biệt là Magna và Zora vẫn chưa đánh dấu sự trở lại sau time skip. Có lẽ chương sau chúng ta sẽ được chứng kiến cặp đôi này xuất hiện. Và phần bình luận manga Black Clover của tớ xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki nhé.